பார்த்தீங்கன்னா
Mình chia thấy chua đấy. Bye. Ngon không? Đây đây này, tìm cho quả này. Đi năm phụ nữ hết còn đi uống tẩy nhiều lắm.
chăm chị à. Con này nó đi chi. Con này phun cha nôm đây. Phải lỏng không ta? Con nha. Em ơi, có tiền không nộp thuế? Anh ơi, em lấy ra bán nên chưa có tiền rồi. Thì em hộ anh dọn chỗ này để chỗ lát nữa anh bán nhá. Anh thông cảm cho em đã, lần sau có em nộp cho. Lần này anh không thông cảm được. Nếu mà không được thì em không dọn được thì anh hộ dọn. Thôi anh không cảm cho em một lần đi anh. Thôi không có. Thế em không nộp thế cho anh không cho ngồi ở đây đâu nhá. Anh cho em có lần này. Thôi, lần này không sao đâu. Không cho ngồi ở đây đâu. Đây, nộp thế cho anh rồi. Lần sau em lần này không cho được ngồi được. Lần này không thông cảm gì hết. Em dọn đi đi. Em dọn đồ đi. Lần này không thông cảm rồi. Dọn em có dọn được không? Anh ơi, thông cảm cho em lần này. Dọn đi, không cho không ở đây, đây. Ở đây. Ra ngoài. Không thông cảm gì hết. Đi. Đi ra ngoài đi. Dọn đi. Cho không. Thế em rồi, rồi. Đi đi. Anh xong đi. Nhà hết xong đi. Đấy, không cho bán đây nữa. Đây là chỗ của anh đây, bán. Chỗ anh ấy. Đấy, có thế mà anh mới cho ngồi đây. Nhà không cho thế. Không được thế, không cho ngồi đây nữa. Dọn anh đi. Nhanh nhanh, không còn đi nào. Dọn anh lên đi. Dọn nhanh xong dọn, đi hết đi. Mang hết cả đồ đi. Đi hết đi. Không cho bán đây nữa. Đi. Nhanh lên, đi. Nhanh cho đi luôn. Đi. Đi. Cho đi. 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 Không cho bán đây nữa. Đi. Đi, nhanh lên. Đi. Làm sao không về đây bán nhá. Phải đồng thế, làm sao bán một thế về đây nhá. Đưa về đây bán đi nhá. Làm sao mắn bán ấy, phải nộp thuế cho bà anh cơ. Nhớ nhá.
ơi.
Đấy, chị thấy mọi người ở bên kia nhưng mà không nghe, có phải bỏ em không? Ok, ok. Em cảm ơn chị nhé.
Đẹp thế. Nhé. Hôm nay ở nhà vất vả. Đi làm có vất vả
Thank you.
Namaste.